Chào cả nhà. Chào Nhiến Bùi nè. Chào Kim Cương. Đợi chị Phượng chút xíu nha, Phượng chia sẻ chút xíu. Chào em. Hôm nay chị có đầm nhưng mà bây giờ hiện tại có size lớn, size nhỏ chưa có nè. Cả nhà vô đông đông đi, Phượng lên mẫu cho. Đầu like Phượng bán cái mẫu này. Chào mọi người câu like nha. Cả nhà chia sẻ cho bạn bè vô ha. Đầu like Phượng bán cái mẫu đầm này cho cả nhà, hàng xuất khẩu. Hàng xuất khẩu nha cả nhà nha. Vải xuất khẩu, cô tông xuất khẩu nha, đẹp lắm nha. Phượng bán cái đầm này đầu like cho mọi người câu like nha. Xả đầu like cho mọi người này, giá 20.000, Phượng đang cầm size số 1. Hàng vải xuất khẩu nha cả nhà nha, cô tông xuất khẩu đẹp nha. Ai chốt mẫu này comment cho Phượng mã số 1. Nó có từ 1 tới 7 nha cả nhà. Chào Nguyễn Giang nè, chào Xin Bí Heo nè. Chào Nhiên Bùi. Mọi người vô xem hôm nay Phượng có đầm luôn ha. Có đầm, mẫu đầm mới về rất là đẹp, đầm người lớn ha. Rồi ai chốt mẫu này comment cho Phượng 20.000. Số 1 nó là vải xuất khẩu nha. Có mây tầng như thế này nè. Số 1, Phượng cầm số 1 nó đã là 14-15kg mặc vừa đó. Rồi ai chốt mã số 1. Cá số nha, từ 1 tới 7. Nó chỉ có 7 cái thôi. Đầu lai chỉ có 7 cái, 8 cái chứ, size 20kg, 8kg, 16kg, 20.000, 8kg với 16kg, 10kg. Số 1 cho Kim Cương nè, 8, 16, 20 hả? Ngọc, Ngọc Ái lấy cho biết 15kg, 10 cho bí em đúng không? Rồi 20.000. Rồi chị đợi chơi chốt nha. Bắt đầu nè. Tí Kim Cương nè, 20.000 số 1. 20.000 đầu lai cả nhà ơi, 17kg ok. Ngọc Ái nè, Ngọc Ái nhận hàng chị Phượng gửi cho ta. Chị gửi hàng cho em rồi á. Tí Kim Cương nè, Xin Bí Heo nè, Tí Kim Cương 20.000. Xin Bí Heo 3 cái hả? 1 cái nè, 2 cái nè, 3 cái. Rồi Xin Bí Heo 3 cái nè, Ngọc Ái 3 cái. Rồi Phượng còn 2 cái. Cảm ơn em nha. Cảm ơn Ngọc Ái nè. 8, 10 với 16kg 3 cái ok. Ok em. Anh bỏ cái này.
nay Phượng có bán đầm người lớn nữa đó cả nhà ha, đầm đẹp, vải đẹp ha. À, tại vì mình Phượng bán á, Phượng nói đẹp là Phượng nói đẹp, còn hàng thường là Phượng nói hàng thường nha cả nhà nha, cho mọi người yên tâm. Cái này xin bí heo nè, xin bí heo 60.000, ngọc ái 20.000, rồi Phượng còn ba cái nữa nè cả nhà, ngọc ái 20.000, còn ba cái nữa, ai chốt nữa comment cho Phượng nè. Chào Tiểu Yến, Tiểu Yến ơi nhận ở hôm nay à, hôm nay Giang nó đem hàng cho em chưa? Chợ chị ăn chơi quá, hôm nay chị phải bán lại là mấy ngày rồi đó. Ngọc ái, anh coi em cái viết khác, anh viết này hết mực rồi. Rồi nè cả nhà ơi, Phượng còn ba cái duy nhất thôi, Phượng còn ba cái duy nhất, một cái số 4. Số 4 này cho biết khoảng 15 kg mặt vừa, số 4 cho biết khoảng 15 kg mặt vừa. Đầu like Phượng bán sale rẻ cho mọi người ha, một cái số 4, một cái số 8. Số 8 này cho biết 25 kg mặt vừa, số 8 25 kg mặt vừa, số 4, số 8 với lại số 7. Số 7 cho biết khoảng 22 kg mặt vừa. Rồi ai chốt mẫu này nữa comment cho Phượng 20.000 giá đầu like cả nhà nha, 20.000. Ai chốt mẫu này comment cho Phượng, Phượng còn số 7, số 8 với số 4. Số 7, số 8, số 4 chốt liền đi cả nhà. Vải hàng xuất khẩu rất là đẹp luôn, chỉ có 20.000, chốt nhanh comment cho Phượng ha. 20.000 số 4. Số 4 nè, số 7, số 8 còn ba cái duy nhất thôi. Ai chốt nhanh comment cho Phượng 20.000. Rồi bây giờ Phượng lên cái áo này, áo hàng của Su Kem nha, hàng của Su Kem. Áo Su Kem Phượng bao đẹp tuyệt vời luôn nha cả nhà nha. Phượng bán cho mọi người 55.000 một cái áo thun cho bé gái. Hàng cao cấp đẹp của Su Kem đẹp lắm, thiết kế như thế này. Phượng đang cầm size số 1 nha cả nhà nha. 55.000 hàng của Su Kem. Rồi ai chốt áo comment cho Phượng áo. Phượng có hai màu, màu hồng với màu sữa. Màu hồng với màu sữa. Rồi Thảo Trần đợi chị Phượng chút xíu nha. Rồi màu hồng với màu sữa, ai chốt màu nào comment cho Phượng màu đó. Giá 55.000, 55-65. Nó có size cho bé tới 40 kg mặt vừa cả nhà nha. 55-65, 55-65, vải đẹp, hàng của Su Kem là mọi người khỏi chê ha, bao đẹp luôn, hàng thiết kế rất là đẹp. Rồi ai chốt áo này comment cho Phượng áo có hai màu, màu sữa với màu hồng. Ai chốt màu sữa comment Phượng sữa hồng, comment Phượng hồng. Vô đông đông đi, Phượng lên đầm cho. Đầm hôm nay Phượng bán với cái giá gọi là giá vốn để cho mọi người cảm nhận được cái đầm Phượng bán như thế nào ha. Rồi ok thì mai mốt rồi Phượng bán sau nha. Vô đông đông đi, lên lên hai mấy người Phượng lên cái đầm, đầm đẹp cực kỳ luôn, đầm hôm nay đẹp lắm nhưng mà giá rất là ưu đãi luôn. Rồi ai chốt áo này comment cho Phượng. Chào Nguyễn Nhung nè, ai chốt áo comment cho Phượng áo. Áo có hai màu, màu hồng với màu sữa, màu hồng với màu sữa, hàng Su Kem. Ai chốt áo comment cho Phượng áo ha, giá chỉ có 55-65 ngàn thôi. Ok, đợi chị Phượng chút xíu chị lên cho. 55-65. Rồi, ai chốt áo nữa không comment cho Phượng áo. 55-65. Rồi bây giờ Phượng cái gì đây, Thảo Trần lên đồ bí tay 20 kg. Ok Thảo Trần nè, bí 20 kg chị lên cái mã này cho em nha. Hàng này là hàng cao cấp ha, 20 kg. Số 7 nè, bí 20 kg là mặt số 7 là ok nha. Nó có hai màu, màu nu với màu, màu này là màu nu nè. Cái bộ hàng thiết kế rất là xịn, 105. Nó có hai màu, màu nu với màu cam, màu nu với màu trắng, cái áo màu trắng, cái quần màu cam. Phượng lên màu cho mình chọn ha. Hàng này cao cấp đẹp, 105 với 115, 105 với 115. Ai chốt mẫu này comment cho Phượng nu. Giá chỉ có 105, 115 ha. Bộ đồ cao cấp xịn sò lắm. Khách nhận cái hàng này là ai cũng mê cái mã hàng này hết cả nhà nha, rất là đẹp. Rồi ai chốt mẫu này comment cho Phượng 105 là size cho bé từ 8 tới 22 kg mặt vừa, và 115 là cho bé từ 25 kg trở lên tới khoảng 35 kg mặt vừa nha cả nhà nha. Có hai màu, màu nu với màu cam, Phượng lên màu cho mình chọn ha. Hàng này là Phượng bán đang bán là hàng cao cấp đó. Hàng của Luca. Luca là vải rất là đẹp nhưng mà cái giá này là Phượng bán là giá siêu rẻ. Phượng bao cho mọi người nha. Hàng Phượng bán hàng đẹp, bao giá còn Facebook luôn, không ai bán đẹp, không ai bán rẻ không Phượng đâu.
nếu mà ai chưa mua thì cứ mua ha, rồi mua một bộ hai bộ thôi, khi nào mà ok rồi mà tao mình mua tiếp. Đây cái bộ này nữa là có hai màu nha cả nhà nha, nó có size cho biết tới 35kg mặt vừa. Đây màu trắng, màu trắng ha, 105 115. Hôm nay có đầm đẹp lắm, đợi Phượng chút xíu nha cả nhà nha, bé gái có đầm rất là đẹp luôn. Rồi 105 115, ai chốt mẫu này comment cho Phượng nè, rất là đẹp. Chào Nguyễn Thay, toàn hàng đẹp ha, cái đầm nè mọi người, Phượng treo cái đầm rất là xịn luôn, giá ưu đãi ha, giá không trên 3 đâu ha, không trên nút 3 đâu nha. Phượng bán hôm nay là Phượng bán cái giá nhập luôn, cho mọi người cảm nhận được cái đầm nó như thế nào, rồi xong rồi Phượng bán sau cho mọi người. Ok, 105 nu cho Thảo Trần. Ok Thảo Trần, Trần 105 nâu nè, bé 20kg ha. Thảo Trần 105. Chào thầy Dung Nguyễn. Rồi tiếp nè cả nhà ơi, mẫu này có size 20kg mặt vừa nè. Sọc nha cả nhà nha, sọc, sọc vải rất là đẹp luôn. Chốt sọc cam comment cho Phượng sọc cam. Chốt sọc cam comment cho Phượng sọc cam nha. Cái size này size số 8, 25kg mặt vừa. Nó có size nha cả nhà nha, 10 tới size nó tới từ 8kg tới 35kg mặt vừa. Giá là cả nhà Phượng bán giá nè, 95 105, 95.000 size nhí, 105 size nhà, size đại. Rồi ai chốt mẫu này comment cho Phượng. Ai chốt mẫu này comment cho Phượng sọc cam. Chốt sọc cam comment cho Phượng sọc cam nha. Vải là siêu đẹp luôn. Phượng có hai sọc, một cái sọc cam với một cái sọc vàng. Cái sọc cam với cái sọc vàng nha. Tức là cái hàng này là hàng cao cấp, còn cái hàng thường Phượng cũng có luôn. Nên nếu mà khách mà muốn hàng thường thì Phượng vẫn có hàng thường nha cả nhà nha. Đây sọc vàng, chốt sọc vàng comment Phượng sọc vàng. Có hai màu, sọc cam với sọc vàng ha. Chốt sọc nào thì comment cho Phượng sọc đó. Sọc vàng đây nữa nè, màu xanh. Bộ này bán luôn 75.000 thôi nha. Bộ này nè rất là đẹp, hàng của Tina. Ai chốt xanh này comment cho Phường xanh, 75.000. Chốt xanh coban comment cho Phường xanh coban. Size cho biết từ 8 tới 25kg mặt vừa, xanh coban 75.000 là siêu rẻ ha, Phượng bao toàn Facebook luôn. Rồi ai chốt xanh coban comment cho Phượng xanh coban nè. Xanh coban ha. Chốt xanh coban comment cho Phượng xanh coban. Mọi người vô đông đông đi, Phượng lên mẫu này khỏi mất công đi lên lên tới lên lui. Rồi bây giờ phải bán cái mẫu áo thun này nè. Áo thun này cho mình trước cho mình mới áo đầm nha. Nay nhiều mẫu lắm, hàng về đầy kho lần, một ngập một kho lần. Tại chưa có bán kịp. Mới về nha cả nhà nha, hàng bao đẹp luôn, giá chỉ có 45.000.
đẹp lắm cả nhà nha. Áo thun này hàng đẹp hơn cái hàng hôm trước Phượng bán 37.000 cả nhà nha. Hàng rất là đẹp, vải đẹp, mát mẻ, thấm hút mồ hôi ha. Rồi 45.000, ai chốt gấu trắng comment cho Phượng gấu trắng. 45.000 cái áo thun vải rất là đẹp, size 60kg, chợ quay đầu mặt vừa. Size 60kg quay đầu mặt vừa giá cả nhà. Chào Mỹ Linh nè, có những cái váy nè, đợi chị lên cái váy cho em. Giá có 45.000 thôi, 45.000 một cái áo thun. Rồi ai chốt gấu trắng comment cho Phượng gấu trắng. 45.000 60kg trở xuống mặt vừa cả nhà ha, 60kg trở xuống mặt vừa. Ai chốt 45 comment cho Phượng 45 gấu trắng, nó có nhiều màu. Phượng lên màu cho mình chọn nha. 45 gấu trắng, ai chốt gấu trắng comment cho Phượng gấu trắng. Có nhiều đầm người lớn, đầm chị em gì có hết, tất tần tật, đợi Phượng chút xíu. Gấu trắng nè. Gấu đen. Chốt gấu trắng comment cho Phượng gấu trắng ha. 45.000 áo thun vải đẹp nha cả nhà nha, vải đẹp. Rồi ai chốt đen comment cho Phượng đen. 45.000 vải đẹp hơn cái hàng hôm trước Phượng bán 37.000 nha cả nhà nha. Mua đi, hàng đẹp lắm. Hàng này Phượng mới về. Hàng này Phượng mới về, cái lô hàng này là mới luôn. Rồi ai chốt gấu đen comment cho Phượng gấu đen. Giá chỉ có 45.000 thôi. 45.000, không ai bán áo thun 45 đâu. Vải đẹp nha, chứ không phải vải mà mỏng lét lét đâu nha cả nhà nha. Rồi ai chốt gấu đen comment cho Phượng gấu đen. Rồi gấu đỏ hồng. Thật sự là nó còn phê lắm nhưng mà nghỉ lâu lắm rồi Phượng phải bán lại. Rồi ai chốt gấu hồng comment cho Phượng gấu hồng. 45.000 mặc đi làm, đi chơi, đi gì cũng ok nha cả nhà nha. Ở nhà cũng mát mẻ nữa. Rồi ai chốt gấu hồng comment cho Phượng gấu hồng. Có bị ẩn comment không? Không ai. Ai chốt gấu hồng comment cho Phượng gấu hồng nè cả nhà. Gấu hồng, gấu trắng, gấu đen. Giá chỉ có 45.000 thôi nha, 45.000. Rồi nữa nè, có màu nu nè. Nhiều màu lắm nha cả nhà nha. Hàng này rất là nhiều màu. Màu nào cũng có hết á, hàng đẹp. Mẫu mã đẹp lắm nè cả nhà nha. Rồi đây nè. Màu này màu nâu nè, màu nâu nè. Phượng lên màu đi rồi mình chọn ha. Hồng, trắng, đen, nâu. Đẹp chưa? Nâu, chốt nâu comment cho Phượng nâu ha. 45.000. 45.000 ai chốt nâu comment cho Phượng nâu. Không ai lấy áo thun thì Phượng dẹp nha, chốt Phượng like sau. Giờ lên đầm luôn hả? Lên đầm cho khách luôn hả? Chào Thảo Lê nè. Đây nè cả nhà. Size cái Phượng đang treo là size L. Size L là khoảng 55kg mặc vừa. Cái hàng này là hàng Phượng chuyên mặc đó cả nhà nhé. Hàng Phượng chuyên mặc. Hàng này là hàng Phượng chuyên mặc đó. Tức là Phượng hay mặc livestream là nhìn là cái hàng của cái xưởng này nè. Nó may rất là đẹp luôn, cực kỳ đẹp luôn cả nhà nè. Phượng đang cầm size XL. XL là dưới 65kg mặc vừa cả nhà nha. Như Phượng làm được, Phượng đang mặc size XL, toàn bộ Phượng đang mặc size XL nè cả nhà nha. Cái này hai lớp vải bên ngoài rất là đẹp luôn, tại vì Phượng không chưa có mặc, không khó mặc cho mọi người thôi. Đây. Vải rất là xịn, Phượng bán cái đầm này là Phượng không, tức là nếu mà ai nhận hàng mà nói chị Phượng ơi xấu quá trả lại, Phượng cho chấp nhận trả lại, không tốn tiền ship luôn. Giá niêm yết của nó là 480.000. 480.000 cả nhà nha. Hôm nay Phượng bán cho cả nhà nè, giá nè. Đợi Phượng chút xíu nha.
Đợi Phượng chút xíu Phượng coi giá. Nhiều quá không nhớ luôn. Hai trăm mười chín ngàn nha cả nhà nha. Phượng cho mọi người xem cái chất vải của nó nè, hai lớp may, hai lớp xịn đẹp, size XL với L cả nhà nha. 219 ngàn chốt nhanh. Size XL là như Phượng mặc, là Phượng đang toàn bộ hàng Phượng mặc là đang Phượng đang mặc size XL nha cả nhà nha. Những cái đầm mà Phượng hay mặc, Phượng bán hàng đó là Phượng lấy hàng cái chỗ này nè. Rồi ai chốt cái đầm này comment cho Phượng 219 size XL và L. XL và L ha, size XL là 65kg quay đầu mặt vừa cả nhà nha. 65kg quay đầu mặt vừa, hàng giá niêm yết của nó là 480 ngàn. Hôm nay Phượng bán cho mọi người là 219 ngàn. Cái này đi tiệc, đi chơi, đi gì cũng ok luôn cả nhà nha. Vải rất là xịn. Cái này là Phượng bán vốn cho mọi người luôn ha. Giá Phượng bán vốn cho mọi người luôn để làm quen. Tức là mai mốt mọi người mà thích mua đầm thì là tới Phượng mua ha. Giá siêu ưu đãi. Rồi 219 ha, giá niêm yết của nó là 480 ngàn. Hôm nay Phượng bán cho mọi người giá là 219 ngàn. Rồi ai chốt mẫu này comment cho Phượng 219 đi cả nhà nha. 219 ngàn. Có ai chốt đầm không? Phượng lên, Phượng hình như có mười mấy cái thôi. Đầm dài, đúng rồi, nó không có dài, nó qua đầu gối chút nhưng mà đẹp lắm. Vải là siêu đẹp luôn, giống như mấy cái chị hay mặc đó. Nó qua đầu gối chứ nó không lửng ở trên em nhé. Hàng này nó không lửng ở trên, nó qua đầu gối rất là xịn luôn. Chỉ có 219 ngàn là cái giá Phượng bán. Chứ lớp ngoài vải hay ren? Lớp ngoài nó là chất vải chứ không phải ren em nha. Chất vải thô, rất là xịn ha. Nó có hai lớp, hàng là Phượng bao hàng đẹp cao cấp nha. Rồi có hai size L với XL. Như chị Phượng đang mặc, toàn bộ hàng chị Phượng hay mặc là chị Phượng mặc là size XL đó. Chị Phượng cái chỗ này là Phượng mặc size XL. Rồi ai chốt mẫu này comment cho Phượng mã số 1. Số 1 kèm size giùm Phượng ha. Có hai cái tại mới nên Phượng hay lấy cái size lớn lớn nè. Rồi nếu mà ok thì mai mốt Phượng sẽ lấy size nhỏ. Tại vì khách của Phượng chủ yếu là khách hơi mập mập giống Phượng nhiều. Rồi ai chốt cái đầm này comment cho Phượng mã số 1 kèm size. Tiếp theo mà cả nhà nha. Đẹp lắm Dung ơi, lấy cái mẫu này mặc đi. Alo. Cái gì? Đâu có đâu. Chị 957 mà. Không, chị đâu có bút, hôm nay đâu có bút lớp luôn nào đâu mà có. Ở nhà chị đang bán nha. Rồi 219 ngàn cả nhà nha. Rồi cái mẫu này, mẫu này là nó giống như nó lửng lửng tới đầu gối nè. Nó không có cái hàng mà lửng trên đầu gối đâu cả nhà, không phải dài. Hàng của Phượng bán cũng không phải dài mà không phải lửng ha, để cho mọi người mặc đi ăn tiệc hoặc là đi công sở. Cái mẫu này nè mặc rất là êm luôn, nó không, nó che bụng rất là tốt luôn cả nhà nha. Cái mẫu này hiện thời giá người ta bán là 520 ngàn. Hàng tức là cái hàng mà người ta bỏ sỉ cho những cái đại lý, những cái đại lý cấp 1 á, là người ta mình phải bán theo cái giá này. Nhưng mà Phượng không bán giá này, Phượng bán cho mọi người ha. 239 ngàn. Ai chốt màu hồng comment cho Phượng hồng 239. Ai chốt hồng comment cho Phượng hồng 239 ngàn. Chốt hồng comment cho Phượng hồng. Siêu đẹp nha cả nhà nha. Vải nè, vải xịn lắm. Tây phòng, tây phòng nữa nha. Tây phòng hot trend bây giờ, nó là tây phòng nè. Size XL, cái mẫu này chỉ có một size 1 thôi, XL. Phượng mặc là size XL đó cả nhà. Ai chốt mẫu này comment cho Phượng hồng 239 ngàn thôi. Giá hàng này là hàng mới, toàn bộ cao hàng mới nha. Không có hàng cắt mạc, xeo mạc gì hết cả nhà nha. Hàng này là hàng niêm yết, giá của đại lý đưa cho mình là 520 ngàn. Nhưng Phượng chỉ bán hôm nay, tức là Phượng đang nói là với mọi người là Phượng bán để cho mọi người làm quen với những cái hàng nó như thế này. Để mọi người mua, nếu mà cảm nhận ok rồi thì mai mốt mua của chỗ Phượng nó sẽ rẻ hơn so với người ta rất là nhiều. Nhưng mà Phượng bao là vải đẹp nha cả nhà nha, hàng đẹp.
Rồi ai chốt màu hồng nhanh tay comment cho Phượng Hồng. Tại mỗi loại Phượng có một cái thôi, Phượng chưa có về nhiều, nên mọi người chốt cảm nhận người mua một cái thôi, đừng mua nhiều. Rồi cảm nhận, tức là những cái hàng mà Phượng hay tặng cho mọi người, hoặc là Phượng mặc, mặc mà Phượng đi làm về mà bữa nào Phượng trễ là Phượng mặc đó, là nó đó cả nhà nha. Giá 239.000, ai chốt hồng nhanh tay comment cho Phượng Hồng. Có một cái duy nhất thôi, một cái duy nhất, 65kg mặt vừa, 65kg trở xuống mặt vừa, chứ không phải là 65kg trở vừa mặt vừa ha. Như Phượng mặc là mà size XL là vừa vặn, không có sữa, không cần sữa, cần gì hết. Rồi ai chốt hồng nhanh tay comment cho Phượng Hồng. Giá 239, 239, đẹp lắm cả nhà nha, chốt đi, quá xịn đẹp luôn. Rồi Nhung lấy mấy cái mẫu này mặc lắm, Nhung là đẹp cực kỳ luôn á, chị nói là vải đẹp lắm. Tay, còn cái này là vải lụa nè, vải lụa nè cả nhà ơi, nè đẹp ghê luôn. Cái mẫu này rất là xịn nha, đang size XL luôn cả nhà ha. 239.000. Ai chốt bông comment cho Phượng bông, hay là có cần Phượng thay cho mọi người coi không? Phượng đang mặc size XL để Phượng thử cái mẫu này cho mọi người coi nha. Phượng thử cái mẫu ren này cho mọi người coi nha. Cho em xem màu hồng. Đẹp lắm Thảo ơi, cái mẫu này rất là đẹp. Đây màu hồng. Tay phòng nha, tay phòng. Ơi. Ai vậy? Alo. Sợ nó nhỏ, sợ nó nhỏ. Được, để cho mẹ mua. Đợi Phượng chút xíu. Sao nhỏ nha. Con có bự lắm. Rồi màu hồng nè, đẹp lắm.
Rồi Thảo có lấy hồng không thì comment cho Phượng Hồng. Chào Lễ Hà nè. Rồi ai chốt hồng comment cho Phượng Hồng. 239 ha. 239. Mà cả nhà nha. Ai chốt hồng comment cho Phượng Hồng. Đâu rồi, 239.000. Rồi chốt hồng cho Thảo Hồn. Phượng like đây nè con. Trời cái này đẹp lắm nè cả nhà nha. Cái bông này rất là xịn luôn. Vải đẹp lắm luôn ha. Rồi ai chốt bông này comment cho Phượng bông. 239.000 luôn bông. Ok ok, chị lên cái này xong rồi chị lên đồ viết tay cho em mua liền. Rồi ai chốt bông comment cho Phượng bông. 239.000. Cái tiền rồi. Cái tiền lớn rồi. Rồi ai chốt bông comment cho Phượng bông đẹp lắm cả nhà nha. Vải đẹp. Hàng cái mẫu mã mặc lên form nó rất là đẹp luôn. Rồi ai chốt bông nữa comment cho Phượng bông. Giá chỉ có 239.000 size XL. Size XL nha. Tại vì Phượng mới lấy thử về cho mọi người coi. Nếu mà ok, người mua một cái mà ok thì mai mốt Phượng lấy cái này về. Chào Thủy nè Thủy. Rồi lâu lắm luôn. Rồi ai chốt bông comment cho Phượng bông. Có 239.000 thôi. Giá niêm yết là 520.000 cả nhà. Hôm nay Phượng bán giá 239.000 là giá làm quen nha. Size 60kg mặc vừa. 60-65kg là mặc vừa. Rồi cái này nó đẹp là cực kỳ luôn. Mình lấy để Phượng mặc đi làm đó. Nó bao nhiêu tiền ạ? 75.000 3 cái. 3 cái áo thun 75.000. Cộng với 6 cái khăn là 200.000. Rồi cộng hai cái hộp cho em nó 180 nữa, cộng đi. Đẹp chưa cả nhà ơi, cái mẫu này nè, hai cái riêng hai bên. 180 hai cái hộp. 200.000 khăn. 75 nhân 3 là nhiêu? 201, 225.000 nữa, tiền áo 225.000. Rồi cái mẫu này đẹp lắm nè. Cái mẫu này mặc rất là sang luôn cả nhà nha. Nó có hai lớp. Có một có mẫu nào. Chị chưa có về cái size nhỏ nha nha Thủy nha. Chị chưa có về cái size nhỏ. Để bữa nào chị về size nhỏ thì chị like. Hiện tại chị đang có size M dưới ở size L dưới XL thôi. Đẹp lắm luôn cả nhà nha. Chốt mẫu này đi. Nhung ơi lấy cái mẫu này mặc nè Nhung ơi, nó đẹp cực kỳ luôn Nhung. Giá cũng chỉ có 239.000 thôi. 239.000 chị bao giá toàn Facebook luôn. Vải đẹp. Mọi người thử mua một cái thôi, mai mốt đẹp mua nữa nha cả nhà nha. Hàng rất là đẹp luôn. 60kg mặc vừa. Cái đầm này nó sang, mặc lên nó sang trọng lắm đây. Trên cái chỗ này nó có may hai cái lớp mà gọi là cái eo cái bát lên á. Mặc lên nó nâng cái ngực lên rất là đẹp luôn cả nhà nha. Rồi ai chốt mẫu này comment cho Phượng nè. Thật sự là biết sao không? Lấy về nếu mà bé mọi người thấy là Phượng lấy Phượng mặc đó. Giá có 239.000 thôi. 239.000 ai chốt đen comment cho Phượng đen. 239 ai chốt đen nhanh tay comment cho Phượng đen. Có một cái duy nhất thôi, không có cái thứ hai. Không có cái thứ hai đâu cả nhà nha. Ai chốt đen nhanh comment cho Phượng đen nè. Có 239.000 thôi, siêu rẻ. Phượng bao là giá toàn Facebook luôn, rẻ cực kỳ rẻ nha. Rồi ai chốt đen comment cho Phượng đen. Giá chỉ có 239.000. Thảo Trần đợi chị Phượng chút xíu nha. Chị like hết mấy cái đầm này rồi chị lên lại biết trai cho mua. Ai chốt đen comment cho Phượng đen. Cái màu đen này đẹp lắm nè Nhung nè. Cái màu đen này vải cũng đẹp, mẫu mã cũng rất là sang. 239.000 nha cả nhà nha. Hàng hôm trước chị tặng cho mọi người là cũng cái hàng này đó. Phượng mặc cái hàng này không đó cả nhà nha. Phượng mặc cái hàng này, còn cái hàng hôm trước mà chị mua bên kia là nó mắc hơn tới 1 triệu mấy. Bây giờ hết xài hàng 1 triệu mấy rồi. Đẹp chưa? Màu vàng. Đẹp ghê không cả nhà ơi. Nè, nó thêu nè, nó ren như thế này rất là xịn.
size XL luôn. Màu vàng, ai chốt vàng comment cho Phượng vàng. Bữa nào Phượng mặc một bữa Phượng like cho mọi người coi. Rồi ai chốt vàng comment cho Phượng vàng, đẹp không? Xuất sắc luôn. Hàng này toàn bộ tại vì mình đi làm công sở hoặc là đi ăn tiệc á, nên Phượng không lấy cái đầm ngắn ở trên đầu gối đâu cả nhà nha. Hàng này không phải dài mà là nó qua đầu gối, nó lửng lửng qua đầu gối ha. Rồi ai chốt vàng comment cho Phượng vàng 239. 239 nha cả nhà nha. Cái này đi ăn tiệc đi gì cũng rất là sang luôn cả nhà ha. Màu vàng này nè, đi tiệc rất là sang. Nó có xòe nhẹ ha, cái tùng xòe nhẹ che bụng rất là đẹp. Che bụng rất là đẹp luôn. Rồi ai chốt vàng comment cho Phượng vàng. Giá 239. 239 màu vàng. Trời ơi xịn lắm. Cái nó là giải này, nó là giải. Để gì ta? Gì tự nhiên quên ngang hông. Ai chốt vàng không comment cho Phượng vàng. Còn mấy cái thôi Phượng like xong rồi Phượng qua mẫu nè. Đẹp chưa? Ở dưới đây nó thêu nè cả nhà ơi. Ở dưới đây nó thêu một rừng hoa luôn, một rừng hoa thêu luôn cả nhà. Siêu đẹp chưa? Rồi mẫu này Phượng bán nè, 219.000, đẹp chưa cả nhà? Ai chốt cam comment cho Phượng nâu, màu này màu nâu đất đó, đẹp lắm cả nhà nha, màu nâu đất. Ai chốt nâu đất comment cho Phượng nâu đất. Giá 219. Ở dưới đây nó thêu nguyên một cái này luôn, nó thêu nguyên một cái này cái hàng. Cái này mặt form nó giống như form A nha, chia bụng rất là tốt luôn. Rồi ai chốt mẫu này comment cho Phượng 219. 219, ai chốt nâu đất comment cho Phượng nâu đất. 219 nè. Chốt nâu đất comment cho Phượng nâu đất đi cả nhà ơi, giá có 219.000 ha. Thật sự là Phượng lấy về để Phượng dành để dành mặt luôn á. Nhưng mà like cho một khách nữa mà ok á thì là Phượng bán. Rồi Phượng lấy thêm cho mọi người mua. Thế nhưng mà thật sự là Phượng đang chọn những cái đầm này để Phượng mặc Phượng đi làm đó, nên Phượng mua là mua cả chục cái vậy đó. Chứ không có mua ít. Mua ít không có chịu, phải mua một chục cái mới chịu. Rồi ai chốt? Chốt cam nâu đất comment cho Phượng nâu đất ha. Rồi cái màu này đẹp cực kỳ xè sang chưa? Đẹp chưa cả nhà ơi? Ở dưới đây nó xếp ly, chân váy xếp ly rất là xịn luôn. Rồi chuẩn bị đi tiệc đi gì mặc rất là sang nha cả nhà nha. Đây. Đẹp chưa? Quá xịn sò cho một cái đầm như thế này. Mọi người không mặc là không chốt là mai mốt Phượng mặc, Phượng đi làm là Phượng livestream cho mọi người xem luôn. Rồi ai chốt màu hồng này comment cho Phượng hồng 219. Ai chốt hồng comment cho Phượng hồng 219.000. Chốt hồng comment cho Phượng hồng nha cả nhà nha. 219. Trời ơi nó có xè cái đuôi này rất là đẹp luôn, có xếp ly. Cái đầm này nó may vải không biết tốn bao nhiêu hàng tiền. Giá niêm yết là 480.000. Ai chốt hồng comment cho Phượng hồng giá 219.000. Ai chốt hồng nhanh tay comment cho Phượng hồng, có một cái size XL dưới 65kg mặc vừa ha. 65kg mặc vừa. Chốt hồng comment cho Phượng hồng 219.000. Chốt đi cả nhà ơi, 219.000 nha. Còn ba cái nữa thôi, ba cái nữa thôi. Chốt đi mọi người ơi. Phượng nói nó đẹp lắm, mua thử một lần thôi rồi mai mốt mua nữa. Tại vì Phượng đã mặc rồi nên Phượng biết nó đẹp, Phượng mới lấy về Phượng bán cho mọi người đó. Còn không bán là Phượng mặc để làm đi làm á. Đẹp chưa? Ai chốt bông đỏ comment cho Phượng bông đỏ. Chốt bông đỏ comment cho Phượng bông đỏ, lát nữa Phượng đăng hình cho mọi người coi cái hình nó rất là đẹp, tại vì mình không có mặc vô mình coi á. Cái hình người mẫu người ta mặc lên rất là đẹp luôn. Rồi ai chốt bông đỏ comment cho Phượng bông đỏ nha. Bông đỏ nè. Cái bông đỏ này giá luôn 219. Không ai chốt là Phượng qua mở qua nha. Phượng không like đầm nữa nha cả nhà nha. Ai lấy đầm nữa không? Còn hai mẫu nữa nè. Trời ơi màu nào cũng đẹp hết. Cái này là Phượng chọn để dành mặt đó. Mặt đi làm, đi tiệc, đi gì cũng rất là sang luôn. Màu nào cũng đẹp hết trơn á. Đơn giản mà rất là đẹp nha cả nhà nha. Đây. Rồi ai chốt bông trắng. Mọi người coi cái nền của nó lên cái nền này rất là xịn chưa. Cái nền này cổ vuông ha. Cổ vuông hơi xè nhẹ, có đuôi cá nhẹ. Ở dưới đây là phối đuôi cá nhẹ. Mặc đi làm đi tiệc rất là sang. Đẹp chưa?
cái bông này rất là xịn ha, bông này đẹp quá, lên sang lắm luôn. Đây, tay nè, đẹp chưa? Rồi ai chốt bông này comment cho Phượng bông trắng. Ai chốt bông trắng comment cho Phượng bông trắng. Giá để Phượng coi. 219 bông trắng, ai chốt bông trắng comment cho Phượng bông trắng ha. 219.000. Trời ơi xịn lắm. Chốt đi cả nhà ơi. Phượng nói nó đẹp cực kỳ lắm chứ không có đơn giản, không có đẹp bình thường đâu. Đẹp lắm. Rồi còn một mẫu cuối cùng. Rồi Phượng qua mẫu luôn. Đẹp chưa nè. Chào Dung My nè. Rồi, toàn là đầm đẹp không thôi nha cả nhà nha. Rồi ok không phần qua luôn. Dạ Phương lên đồ viết tay nha. Anh lấy cái bông cái kìa. Ủa Sơn Nguyễn hay lấy bông nhí của cái nào, của cái màu nào bông nhí đây? Màu trắng đúng không? Anh lấy cái đó, cái bông. Ừ. Cái này đúng không? Hay lấy cái này đúng không? Nguyễn Nhung lấy cái mẫu này nha. 239 nè. Nguyễn Nhung nè. Hay lấy cái này hả? Lấy cái đèn này cho em đi. Bỏ ra ngoài. Thầy lấy cái nhí này đúng không thầy ơi? Thầy lấy cái bông nhí này đúng không? Rồi ok 239. Siêu siêu đẹp luôn.
Nguyễn Thay. Rồi có ai chốt đầm nữa thì comment cho Phượng đầm nha. Hàng Phượng bán là Phượng bao mọi người luôn, phải đẹp, cực kỳ đẹp nha cả nhà nha, hàng đẹp lắm. Rồi bây giờ Phượng lên đồ bí tai nè, đồ bí tai nè, size 20kg ha. Đồ bé gái, đồ chị mới về luôn, có đồ bé gái, có đồ bé gái em nha. Này bữa lấy cho lon lê. Ok Yến Ruby nè, xem đầm lại ha. Ok đợi chị Phượng chút xíu, có đồ bé gái luôn nha Thủy nha, đồ bé gái mẫu chân váy nè, có đồ thiết kế cái gì cũng có hết trơn luôn. Cái này của lon lê. Đây Phượng lên mấy cái mẫu này, ai chốt cái gì thì chốt ha. Trời cái mẫu này nó đẹp. Này 20kg mặc vừa nè. Bộ này 20kg mặc vừa, vải siêu đẹp luôn cả nhà nha. Bộ xanh 20kg mặc vừa. Ai chốt bộ này comment cho Phượng, Phượng bán 70.000. Ai chốt mẫu này xanh size số 6 20kg mặc vừa nha. Form to 20kg mặc vừa, bí 20kg mặc vừa nha cả nhà nha. Rồi ai chốt xanh comment cho Phượng xanh, chỉ có 70.000 thôi. 70.000 hàng đẹp nhưng mà tại vì Phượng còn lẻ size nên Phượng bán rẻ cho mình. Ai chốt xanh comment cho Phượng xanh, Thảo Trần lấy cái mẫu này cho em mặc đi đẹp lắm luôn. Giá chỉ có 70.000. Ai chốt xanh nhanh tay comment cho Phượng xanh. Xanh 70 cho Thảo Trần nè. Ok lắm, hàng của Phượng bán tại vì nó giá nó đang gọi là nó còn 1-2 bộ nên Phượng bán rẻ. Cái này số 10. Số 10 này cho biết 30kg mặc vừa cả nhà nha. Hàng HL cao cấp, bộ này nó 100 mấy nè. Hôm nay Phượng còn đúng một bộ duy nhất số 10. Ai chốt số 10 comment cho Phượng số 10 giá 90.000. Thảo Trần chốt số 10 comment cho Phượng số 10 90.000. Cái đầm chị đang treo nó còn size L đó. Có ai chốt L, L là dưới 60kg mặc vừa cả nhà nha. L là dưới 60kg mặc vừa. Có ai chốt thì comment cho Phượng 239 Thảo Trần nè. 70.000. Rồi ai chốt mẫu này số 10 comment cho Phượng số 10. Bộ này nó đẹp xuất sắc luôn cả nhà nha. Bộ này số 10 cho biết khoảng 27-30kg mặc vừa. Ai chốt số 10 comment cho Phượng số 10 giá 80.000 thôi. 80.000 luôn cả nhà ha. Số 10. Ai chốt số 10 comment cho Phượng số 10, hàng Phượng còn lẻ size nên Phượng bán giá siêu rẻ như thế này chứ không có giá này đâu. Vải đẹp, hàng của HL, bây giờ không có hàng HL đâu cả nhà ơi. Bây giờ Phượng không có hàng HL để Phượng bán luôn đó. Cái bộ này nó còn số 2 nữa là 70.000. Ai chốt số 2, số 2 15kg mặc vừa nha. Số 2 cho biết 15kg mặc vừa. Ai chốt 70 thì comment cho Phượng 70, Phượng bán luôn siêu rẻ luôn. Bộ này số 3 nè. In hai mặt hàng HL đẹp nha cả nhà nha. 17kg mặt vừa số 3. Ai chốt số 3 comment cho Phượng số 3. Quần túi hộp xịn đẹp nha. Rồi ai chốt số 3, bộ này comment cho Phượng số 3. Giá Phượng bán cho mọi người luôn 70.000. Còn bộ duy nhất, không có bộ thứ hai, còn một bộ duy nhất thôi. 70.000, ai chốt 70 comment cho Phượng 70. 70.000 nha. Có luôn Lệ Hà ơi, có đồ bộ của mẹ luôn. Có nha, nha. Cái gì chị cũng có hết trơn á. Chị lên cho mọi người đợi Phượng nha. Số 3 cho Yến Ruby. Rồi đúng rồi Yến Ruby, lấy mấy cái mẫu này cho em mặc. Có 70.000, rồi ơi, nó xịn đẹp. Cái hàng HL là khỏi chê Phượng, bọn bộ đồ trắng số 2 nè. Có ai chốt số 2 thì comment cho Phượng số 2. Yến Ruby. Yến Ruby nè. 70.000. Thảo Trần em lấy cái đầm sau lưng. Ok 239 ha Thảo Trần ha. Size L. Size L 239.
đẹp Phượng cho trả hàng. Nếu hàng này mọi người nhận không đẹp Phượng cho trả hàng nha. Cái giá này là Phượng bán giá gọi là mới nhập về, Phượng bán cái giá hữu nghị cho mọi người. Số 2 luôn đi chị. Ok, đợi chị Phượng cắt. Mọi người cứ mua thử nha. Ok thì là mai mốt tìm chị Phượng lấy đầm này thôi. Toàn bộ nhiều mẫu mã nó rất là đa dạng, kiểu nào nó cũng có hết, kiểu đi chơi biển hay đi du lịch hay đi ăn tiệc hay đi công sở, nó rất là nhiều mẫu luôn. Nhưng mà tại vì Phượng mới lấy thực sự, tại sao Phượng lấy size XL với L, size XL là để chị Phượng mặc đó. Thảo Trần 239 anh Diệp với cái con rồi đây lấy số 2 luôn hả. Ok, đợi chị chút xíu, chị lên bí tay xong chị cho em coi đầm luôn nè. Đẹp lắm. Rồi, số 2 luôn nha. Yến Ruby lấy bộ này số 2 luôn, có 70.000, đẹp, siêu đẹp luôn. 70.000. Xịn đẹp, bộ này còn số 10 nữa cả nhà nha. Bộ này còn số 10. Ai chốt số 10 thì comment cho Phượng số 10, 70.000. Rồi, Thảo Trần đợi chị Phượng nha, rất là nhiều mẫu luôn. Đợi chị Phượng cái, chị Phượng lấy, chị Phượng like cho. Nhiều mẫu mã lắm, hàng là chị Phượng đầy luôn. Bao la bát ngát. Yến Ruby 70.000. Rồi mẫu này số 3 nè. Yến Ruby lấy luôn cái mẫu này cho em mặc nè. Đẹp cực kỳ. Số 2 đó hả? Số 2 đó là 30. Số 2 đó là khoảng 14-15kg là mặc vừa. Em có lấy không? Tại cái hàng của HL nó to lắm. Đây số 3 nè, 15kg mặc vừa. Chốt số 3 bộ đùi này comment cho Phượng, Phượng bán 50.000 thôi. Bộ này hàng siêu đẹp luôn, vải nó rất là xịn. Phượng còn hai số, số 2 với số 3. Ai chốt bộ xanh này thì comment cho Phượng xanh 50.000. Chốt xanh comment cho Phượng xanh, chỉ có 50.000. 50.000 xanh. Ai chốt xanh comment cho Phượng xanh nè. Rồi bây giờ tới 20kg cho đồ 20kg ha. Đây, bộ này bò, bộ bò rất là đẹp luôn cả nhà, hàng của Tina. Hàng của Tina bộ bò túi hộp nha. Size 20kg mặc vừa. Ai chốt bộ bò này comment cho Phượng bò, Phượng bán cho mọi người 60.000 thôi. Ai chốt bò nhanh tay comment cho Phượng bò, size này 20kg mặc vừa số 6. 20kg mặc vừa số 6. Ai chốt bò comment cho Phượng bò 60.000. Hôm nay thật sự Phượng còn phê lắm. Chưa có bán nổi luôn mà tại vì Phượng nghĩ quá nhiều rồi nên tranh kệ nó, tranh thủ bán cho khách nha. Chứ hôm nay cũng phê dữ lắm. Vô hôm qua vô tới đây là 1 giờ đêm, cái chị ngủ sáng 6 rưỡi chị phải đi làm. Rồi ai chốt bò comment cho Phượng bò, bò nha. Giá chỉ có 60.000 thôi. Chốt bò comment cho Phượng bò. Rồi bây giờ Phượng còn 3 bộ này size lớn nè. Chốt đi cả nhà ơi. 3 bộ này size lớn nè, size số 13 cho bé 30kg mặc vừa. Có bị ẩn comment gì không? Lệ Hà gì đó, đợi chị Phượng chút xíu nha. Rồi số 13, cái này 30kg mặc vừa số 13. Phượng còn đúng 3 bộ thôi. Phượng siêu rẻ cho mọi người luôn, quần mẫu túi đẹp xịn sò cao cấp nha. Số 13 30kg mặc vừa, ai chốt 13 nhanh tay comment cho Phượng 13. Phượng bán cho mọi người luôn 60.000 thôi. Phượng còn 3 bộ. Một bộ số 13, một bộ số 60.000 là cái giá gọi là siêu khuyến mãi. Số 11, số 11, số 13. Số 13 là khoảng 30kg mặc vừa. Số 9, 25kg mặc vừa. Số 11, 27kg mặc vừa. Và số 13, tức là số từ 25 tới 30kg mặc vừa. Phượng còn đúng 3 bộ duy nhất. Phượng bán giá siêu hữu nghị cho mọi người luôn, giá 60.000. Ai chốt 60 nhanh tay comment cho Phượng 9, 11, 13 cả nhà ha. 9, 11, 13 hàng đẹp nha. Hàng này là Phượng bao đẹp, cô tông chính phẩm hàng đẹp. Tại vì còn lẻ size nên chị bán cho hết luôn. Rồi ai chốt nữa comment cho Phượng nè. Giá siêu siêu ưu đãi luôn. Giá kiểu như là gọi là giá siêu rẻ luôn ha. Rồi bộ xám nè. Ai chốt bộ xám này comment cho Phượng xám. Đẹp chưa? Cái bộ xám này là siêu cao cấp luôn đó. Vải cô tông chính phẩm rất là xịn, quần đùi. Rồi ai chốt bộ xám này 60 comment cho Phượng 60. Size số 4 này cho biết đã là 17kg mặc vừa nha. Form to.
hàng cao cấp là hàng nó hàng chính phẩm á, nên cái form nó rất là to nha. Rồi bây giờ chị lên lại đầm cho mọi người xong rồi chị qua đồ của mẹ cho Thảo lựa nha. Trời ơi, những cái mẫu này nó cũng nói nó siêu đẹp luôn á, mà mọi người không lấy là uổng lắm. Cái giá này là giá Phượng gọi là Phượng bán đầu tiên để Phượng bán hàng này, nên Phượng bán cái giá gọi là siêu rẻ cho mọi người luôn. Cái bộ này đẹp lắm ha. Size này là đang là size XL cả nhà nha. XL là khoảng là 65kg mặt vừa, xanh 20kg. Ủa sao vậy? Sao đi trễ vậy? Em chị đi mấy giờ mà tới 6 giờ sáng mới về nhau? Chị là 9 giờ rồi đó, chị đi vô tới nhà chị là 1 giờ đêm đó. Xanh 20kg. Xanh bò đúng không Thảo Trần ơi? Xanh bò đúng không? À xám. Xám 20kg. Màu xám không có 20kg đó, Thảo ơi. Màu xám nó chỉ tới khoảng 17-18kg thôi. Ủa nó đi mấy giờ mà đi tới 6 giờ sáng dữ vậy nhúng? Nó chạy cái gì vậy? Đây. Đẹp lắm, cái mẫu này Phượng nói nó siêu đẹp luôn á mọi người. Không lấy cái bộ này rất là uổng luôn. Vải là xịn cao cấp luôn. Đẹp chưa? Nó dưới đây nó xòe cái đuôi cá nữa. Cái mẫu này ha. Mặt đó, mọi người may rất là tốn giải luôn á. Giá có 219.000. 219.000. Ủa vậy hả? Mình cho nó ngủ quá trời mà nó ngủ không, nó không chạy nổi luôn hả? Tài xế đi theo đường chạy không nổi rồi vô ngủ, tắt vô ngủ. Nha, thôi. Nó không quen à, nó không quen chạy đêm á. Chị vô tới đây 1 giờ thôi là chị đi trễ hơn em, vậy là em đi trước chị đó. Chị 9 giờ chị bắt đầu mới đi. Vô tới chị 1 giờ khuya. Rồi ai chốt mẫu hồng này comment cho Phượng hồng ha. Phượng còn mấy mẫu cái này đẹp lắm. Ai mặc là xịn luôn, còn hôm nay mà không bán là để dành Phượng mặc Phượng đi làm luôn á. Rồi ai chốt mẫu hồng này comment cho Phượng hồng. Giá 29. 29 cả nhà ha. Làm đẹp, Phượng nó đẹp nha cả nhà nha. Rất là đẹp luôn. Cái nào cũng đẹp hết trơn á. Đây. Đẹp chưa? Màu cam đất. Trời ơi, cái này mặc lên là sang. Phụ nói nó sang. Cái cổ nó cổ chữ U ha. Dạng cổ chữ U mà nó vây viền nè. Ở dưới đây nó theo hết lớp luôn. Nó theo hết lớp như thế này nha cả nhà nha. Giá nè 219 luôn. Ai chốt nâu đất comment cho Phượng nâu đất. 219.000. 219.000. Cái mẫu này đẹp lắm. Ai không chốt cái mẫu này được uổng lắm luôn á. Không chốt là Phượng mặc chứ không ai mặc luôn á. Nâu đất. Ai chốt nâu đất comment cho Phượng nâu đất. Tại Phượng đặt về Phượng mặc á. Nhưng mà tại chị Phượng thấy để like thử coi mọi người ok á, thì sau này Phượng bán cho mọi người mặc. Chứ là cái hàng này là Phượng đặt về để Phượng mặc á. Thôi mà kệ nó chạy không nổi, nó ngủ. Nó ngưng lại nó ngủ rồi, còn hơn nó cố gắng nó chạy mình ăn, mình hồi hộp. Đẹp chưa? 239 nè, đẹp chưa? Cái chỗ này nó có xếp ở ngoài trước ngực này nè cả nhà, nó xếp cái hàng ly rất là xịn luôn á. Nó xếp hàng ly rất là đẹp. Cái mẫu này đẹp quá trời đẹp luôn. Rồi ai chốt bông đen này comment cho Phượng bông đen. Trời ơi nó nè. Mọi người ơi, ở ngoài trước nó xếp một cái ly như thế này nè. Đẹp lắm ha. 239. Bông đen comment cho Phượng bông đen 239.000. Vậy là hồi sáng này là nguyên xe nghỉ hết luôn. 239 chưa? Rồi, mẫu này đẹp không cả nhà ơi, nó có cái đuôi cá nhẹ dưới đây nha. Nó phối đuôi cá nhẹ ở bên dưới.
rất là đẹp luôn. Cổ chữ U đẹp chưa, quá chừng xịn luôn. 219, ai chốt bông xanh comment cho Phượng bông xanh. Cái nền này nó lên rất là đẹp luôn ha, nó nền cái màu này nó lên, cái nền này sang lắm, mặc lên rất là sang mọi người ơi. Những cái hàng này mặc lên mới là biết là sang lận, chứ bây giờ Phượng like Phượng không mặc cái mọi người không cảm nhận được đâu nha, không cảm nhận được đâu, nhưng mà nó rất là đẹp. Lát nữa Phượng chụp hình Phượng gửi cho mọi người coi, nó rất là xịn luôn. Rồi có ai lấy đầm nữa comment cho Phượng đầm. Có một cái màu vàng, có một cái màu vàng thêu rất là đẹp nha. Rồi ai lấy nữa thì Phượng lên. Rồi Phượng qua mẫu nè, Phượng lên đồ mẹ cho cái gì Lễ Hà còn đó không, thì Phượng lên đồ mẹ cho chọn nè. Mọi người đang xem livestream chấm chấm bài giùm Phượng đi. Chào Xuân Trần nè. Còn à, em lấy đồ cho mẹ ha. Lấy đồ cho mẹ là size bao nhiêu ký Lệ Hà ơi? Em lấy đồ cho mẹ size bao nhiêu ký? Comment lại cho chị Phượng đi. Ý bao nhiêu ký cho mẹ mình, bao nhiêu ký? Comment lại chị Phượng lên size cho nó dễ. Trời ơi cái mẫu này đẹp ngất ngay con gà tây luôn. Đây cả nhà. Nhung lấy cái đầm này cho em mặc nè Nhung ơi. Nó xịn lắm. Nó có size, cái hàng này Phượng đang cầm size nhỏ nhất là size số 1 nè cả nhà ơi. Phượng ơi size số 2, Phượng đang cầm size số 2, nó có hai màu, màu xanh với màu đỏ, đẹp lắm nha cả nhà nha. Cái hàng xịn lắm. Cái hàng này nó có size tới 40kg mặc vừa luôn. 40kg mặc vừa cả nhà nha. Cái mẫu này 40kg mặc vừa. Rồi ai chốt mẫu này comment cho Phượng 95. Em mặc á chị dưới 60kg đi. Ok. Rồi cái mẫu này là, cái mẫu này là 95 105, size tới 40kg mặc vừa. Phượng bán chỉ có 105.000 thôi. Cái này mà mẹ là bôn chen mặc vừa luôn. Mẹ nào mà nhỏ nhỏ là bôn chen mặc giống với con là vừa luôn cả nhà nha. Nó size đại cồ lắm. Nó size đại cồ mà có 105.000, 95 105. Rồi ai chốt cái sọc này thì comment cho Phượng sọc. Có hai màu, sọc đỏ với sọc xanh nha. Ai chốt sọc comment cho Phượng sọc. Sọc đỏ với sọc xanh. Ok em là dưới 60kg ha. Em lấy lẫn hay già, bây giờ chị lên đại nha. Rồi ai chốt bây giờ chốt ha, dưới 60kg. Phượng có cái mẫu này mọi người mua đi. Khách Phượng mua xong là mê luôn, nhắn tin 2-3 khách ở Bình Dương ha. Nhận hàng này xong chị ơi sao đồ đẹp quá, vải mà em mê luôn. Rồi cái bộ này nè, size dưới 60kg mặc vừa, mặc thoải mái luôn cả nhà nha. Vải rất là đẹp, áo thun, quần ống rộng. Quần ống rộng nha cả nhà, hơi rộng thôi, hơi le le như thế này ha. Vải là quần, vải vừng nó là lụa 100. Hàng này dưới 60kg mặc vừa. Hàng bao đẹp, Phượng là mặc vừa đó. Nhưng mà tại vì Phượng trừ hao cho khách thôi, chứ là Phượng mặc vừa. Cái bộ đồ này là chị nặng 63kg, cao 1m6 là chị mặc bộ đồ này vô tư luôn. Vải rất là đẹp, Phượng bán chỉ có 85.000 thôi. 85.000, nếu mà nhận hàng không đẹp Phượng cho trả hàng. Hà nhận hàng này mà không đẹp Phượng cho trả hàng ha. Cái khách Phượng bữa cái gì Trần Ngọc Sang gì đó mua xong nhắn tin chị Phượng ơi đồ chị đẹp quá mà nó rẻ nữa, là cô giáo của cái trường mầm non ở trên Bình Dương. Rồi ai chốt mẫu xanh này comment cho Phượng xanh. Giá chỉ có 85.000, đẹp lắm. Thử mọi người thử mua một bộ, một bộ mặc đi rồi mai mốt bắt đầu mua thêm. Những cái hàng này nè mặc sướng ơi là sướng luôn, mặc đi chợ đi chơi đi gì cũng ok luôn cả nhà nha. Không, mặc lên rất là sang luôn á cái mẫu này. Rồi mát nữa. Rồi ai chốt mẫu này comment cho Phượng ha. Nó có màu xanh nè, màu xanh, màu hồng, màu xám, màu đen, màu trắng, hình như là hết màu trắng nè. Bây giờ có màu xanh nè, màu đen nè, màu hồng. Đây Phượng lên cho mọi người coi nha. Màu đen nè, chốt đen comment cho Phượng đen. Đẹp lắm cả nhà. Đây nè, cái áo đen, cái quần đen, mặc lên rất là sang. Rồi ai chốt đen thì comment cho Phượng đen. Giá chỉ có 85.000 là giá siêu siêu rẻ nha. Chào Trúc Thanh nè, chào Lân Nguyễn nè, chào chị Hằng nè. Rồi ơi cái 6 có 85.000 thôi. Vải siêu đẹp, một màu đen, màu xanh nè, màu hồng. Ai thích mẫu này thì chốt liền. Phượng bao đẹp,
từ A tới Z luôn cả nhà nha. Set này Phượng bán 85.000 là Phượng bao đẹp từ A tới Z luôn. Rồi màu hồng, màu xám. Hiện tại Phượng còn 4 màu. 4 màu nha cả nhà nha. Bữa cơm Phượng bán cái quần màu khác, hôm nay cái quần màu khác. Vải là Phượng bao vải, nó là lụa, quần lụa 100, áo thì áo cu tông 4 chiều. Vải đẹp nha, giá chỉ có 85.000 chốt đi cả nhà ơi, rẻ lắm. Siêu rẻ, mọi người đi mua cái áo không là bao nhiêu tiền chứ không phải đợi tới cái bộ đồ như thế này mà có 85.000. Chỉ có chị Phượng bán thôi, không ai bán đâu. Không ai bán 85.000 cái bộ đồ này đâu, chắc chắn luôn. Rồi 85 chốt comment cho Phượng ha, còn 5 màu. Còn 5 màu nha cả nhà nha. Số lượng cũng còn một màu một bộ thôi, không có nhiều. Nên mọi người ai thích thì chốt liền, số lượng còn một màu một bộ thôi. Bộ này bộ lửng nè. Bộ này bộ lửng size dưới 60kg mặc vừa ha. Bộ lửng vải măng gồ đẹp. Phượng ban sale giá cho mọi người có 70.000 chốt liền nha cả nhà nha. Mặc ở nhà rất là mát luôn. Măng gồ loại 1 nha. Phượng đang bán măng gồ loại 1, không phải măng gồ thường mà mỏng như hàng chợ đâu nha cả nhà nha. Hàng Phượng bao là hàng đẹp của Sam. Phượng bao đẹp, nếu không đẹp cho dù Phượng có bán 70.000 mà không đẹp Phượng cũng cho trả hàng nữa. Rồi ai chốt nâu comment cho Phượng nâu. Nâu này Phượng còn đúng một bộ duy nhất nên Phượng xả với cái giá là 70.000. Rồi ai chốt nâu comment cho Phượng nâu đi, có 70.000 thôi cả nhà ơi. Có 70.000 siêu rẻ luôn. 70. Có ai chốt gì nữa không? Vậy hả Thơ? Vậy hả? Còn em nha, còn chị hả, mẹ hôm nay yếu hả, chị cũng không biết nó sao luôn Yến ơi. Còn mẫu khác đợi chị chút xíu chị lên cho, có nhiều mẫu lắm. Mười giờ hả, chị lên cho Thảo Trần ít mẫu biết tay giờ chốt luôn rồi giờ giờ ấy. À, chị thực sự chị cũng không có thời gian luôn á, không có thời gian mà chụp hình luôn á. Đây là cái mẫu này đẹp lắm nè Thảo Trần ơi. Đấy, cái mẫu này cho em mặc đây, size số 7 nè. Size số 7 20kg mặc vừa, đẹp lắm luôn. Phượng bán có 65.000 thôi, chốt vàng comment cho chị Phượng vàng. 65.000 size số 7, nó còn size. Hàng này còn size nha cả nhà nha. Hàng đẹp, quần mổ túi xinh đẹp luôn nha. Phượng đang bán là hàng shop đó. Phượng đang bán hàng shop, Thảo có lấy cái mẫu này cho em mặc không? Comment cho Phượng nè. Đó, Phượng bán là chủ yếu hàng khách giới thiệu nhiều nha cả nhà nha. Giống như người này mua mà cảm thấy ok cái giới thiệu bạn bè mua, nên mọi người an tâm. Khi mà Phượng bán hàng, Phượng lựa chọn cái chữ tín làm đầu nha cả nhà nha. Giá Phượng bán không phải là chuyên đi bán này đâu, tại vì đam mê nó thôi chứ không có lời gì nhiều hết trơn á. Tại mê bơn bán quần áo vậy đó. Rồi ai chốt vàng comment cho Phượng vàng. Thảo Trần có lấy vàng không comment cho chị Phượng vàng. Có 65.000. Giá này là tại vì chị Phượng đang thanh lý những cái hàng lẻ size nên cái giá nó rẻ như thế này nha, chứ không có hàng bây giờ là không bao giờ có cái bộ đồ này 65.000. Rồi chốt vàng comment cho chị Phượng vàng. 65.000 Phượng còn số 7, số 6,
số 6 cho bé 18 kg mặc vừa. Số 6 cho bé 18 kg mặc vừa nha. Số 1 cho bé 10 kg mặc vừa nè. Số 6 là số 7. Phượng còn 4 bộ thôi. Ai chốt comment cho Phượng liền đi cả nhà ơi. Đẹp lắm, 65.000. Số 1, số 2, số 6, số 7. Ai chốt mẫu này comment cho Phượng vàng. Số 1, số 2, số 6, số 7. Màu vàng nhé. Ai chốt vàng comment cho Phượng vàng. 1267. 1267. Yến có lấy cái đầm xanh này cho em mặc là Yến là cho em nó mặc là vừa nè. Rồi. Bắt đầu bây giờ là hết làm gì nên là buôn bán thoải mái nha cả nhà nha, không có nghỉ ngơi nữa. Nên ngày nào Phượng cũng like cái đầm này rất là đẹp luôn, 95.105 nè. À, đồ của mẹ. Đây quần đồ này chính tắc là Lệ Hà nè, size dưới 60kg mặc vừa. Quần chính tắc Phượng nói trước cho mọi người là nó là quần chính tắc chứ không phải quần dài nha cả nhà nha. Dưới 60kg mặc vừa. Hàng Phượng bao đẹp từ A tới Z luôn, chính tắc nha. Quần chính tắc cũng không phải lẫn mà cũng không phải dài. Cái quần này mình rất là dễ mặc luôn cả nhà. Rất là dễ mặc ha. Mango loại 1 đẹp. Giá là cả nhà 125. Ai chốt mẫu này comment cho Phượng 125. Hàng này đẹp lắm nha Hà nha. Mặc sướng lắm luôn, cực kỳ sướng. Giá 125, nó có màu xanh dương. Chốt xanh dương comment cho chị Phượng xanh dương nè. Xanh dương nha, chốt dương comment cho Phượng dương. Có màu dương nè, màu nâu. Màu và màu đậu. Màu này màu dương ha. Chốt dương comment cho Phượng dương nè. Giá 125.000. Màu nâu. Màu nào cũng đẹp hết á, màu nào cũng rất là đẹp luôn, màu nâu nè. Màu xanh đậu. Đẹp chưa? Màu xanh đen. Màu vàng. Màu đỏ. Đẹp cực kỳ luôn cả nhà nha. Hàng này là hàng quá đẹp, quá xuất sắc lận. Cái hàng này là khỏi chê, Phượng bán qua năm luôn. Không có mà lỗ thời hay cái gì hết. Mình mặc rất là dễ mặc, không giống như cái thằng Bilama cả nhà ha. Mặc rất là dễ mặc luôn. Rồi ai chốt dương comment cho Phượng dương nè. Màu nâu nè, màu đậu. Màu xanh đen, màu vàng, màu đỏ. Màu xanh đậu cho Lệ Hà. Chính tắc em nha, Lệ Hà. Giá 125. Xanh đậu ha, chị chốt xanh đậu cho Lệ Hà. 125, hàng đẹp. Hàng là khổ chê, không có chê cái chỗ nào hết. Trao xuân thanh nè. Wow, lâu lắm mới thấy trên sâu xuân thanh luôn. Chốt đi cả nhà. Đồ bộ Phượng bao mọi người. Và Phượng bán không đẹp, Phượng không lấy tiền nha. Hàng đồ bộ mà Phượng bán không đẹp là Phượng không lấy tiền luôn. Vải rất là đẹp, hàng toàn hàng đẹp thôi. Nhưng mà giá là giá siêu khuyến mãi luôn. Giá là siêu rẻ nha. Không ai bán giá rẻ như Phượng đâu. Nên mọi người yên tâm khi mua đồ của Phượng, cho dù đồ bé hoặc là đồ mẹ. Màu vàng 20kg. Thảo Trần màu vàng. Trời. Rồi Thảo Trần nè. 65.000. Bilama đùi hết rồi. Bilama đùi hết mà nó có cái mẫu này đùi nè, để chị lên cho. Có cái mẫu này đùi. Bilama là hết nhưng mà cái mẫu này đẹp nè, để chị lên cho. Bilama mới bán hết cách đây ngày 2 ngày ấy chứ.
coi lại bộ vàng. Bộ vàng nào Xuân Thanh ơi? Bộ vàng bí hả hay là bộ vàng nào Xuân Thanh? Đây nè, đùi nè, đẹp lắm nha. Quần mổ túi hàng này nó là lụa Latin. Lụa Latin hàng siêu đẹp luôn. Chốt đi cả nhà nha, cái bộ đồ này. À, Xuân Thanh lấy đồ vàng nào, vàng nào lại chị Phượng cái vàng bí hả? Ok, đợi chị Phượng chút xíu. Rồi, ai chốt cái mẫu này comment cho Phượng, Phượng bán luôn 90 ngàn thôi. Vilama siêu đẹp, không đẹp Phượng cho trả hàng. Size dưới 60kg mặc vừa nha. Bộ đùi nó có rất là nhiều màu, màu này màu nu. Ai chốt nu comment Phượng nu, Lệ Hà lấy mấy cái mẫu này mặc này. Vải nó rất là đẹp mà mặc mát, mặc lên rất là sang. Những cái màu toàn là màu sang không thôi. Hồi xưa chị Phượng mua cái bộ đồ này mà chị Phượng mặc ngủ mà 350 á. Một bộ này vải giống như vậy nè, Latin giống như vậy nè. Mà hồi đó mua của cái khớp Thi Phan với Cần Thơ nó bán 350 đó, chứ không phải giá này. Có 90 ngàn ha. Size này dưới 60kg mặc vừa. Ai chốt mẫu này thì comment cho Phượng nè. Màu nu. Rồi đợi chị chút xíu nha Xuân Thanh nha. Chị lo hết cái mẫu này cho bạn. Màu nâu nè, màu đỏ đô, rất là đẹp, màu đỏ. Màu đỏ mà đỏ đẹp á. Đỏ đẹp lắm nha cả nhà nha, màu đỏ. Đẹp cực kỳ luôn, mặc lên sang lắm, những cái mẫu này mặc lên rất là sang. Nhưng mà form này là dưới 60kg chứ trên 60 không vừa cả nhà ha. Đây là quần mổ túi luôn, hàng Phượng bao cho mọi người hàng đẹp. Mặc lên rất là sang trọng luôn, đẹp lắm, lụa Latin nha. Nó là lụa Latin đó. Rồi ai chốt đỏ comment cho Phượng đỏ nè. Màu đỏ nè. Màu sữa nè. Màu xanh đen nè. Màu xanh lá nè. Lệ Hà lấy cái mẫu này mặc đi. Màu hồng phấn nè. Màu vàng nè. Màu xanh cổ vịt nè. Màu cam đất. Rồi đẹp chưa? Màu nào cũng đẹp hết trơn á. Chốt đi cả nhà, giá chỉ có 90 ngàn là giá Phượng bán ha. 90 ngàn, 90 ngàn cả nhà nha. Ai chốt màu cam đất comment Phượng cam đất, xanh cổ vịt, màu vàng, màu hồng phấn, màu xanh lá, màu xanh dương, xanh đen á, cam sữa, đỏ, nu. Rồi có 90 ngàn, Phượng bao đẹp nha, hàng bao đẹp luôn, giá rất là ok luôn. Có 90 ngàn một bộ thôi. Lụa Latin ha, ai chốt mẫu này thì comment cho Phượng nè. 90 ngàn. Nha. Chốt mẫu này comment cho Phượng 90 ngàn. Lấy em màu đỏ, ok. Lấy 2-3 màu mặc đi Lệ Hà ơi, lâu lâu mới có cái giá này, không có giá này đâu. Khách ai mà dưới 60kg chốt liền cái mẫu này mặc đi cả nhà, rẻ lắm. Mọi người nhận hàng là chỉ có mê thôi, 90 ngàn là mê luôn. Vải rất là đẹp nha, Phượng nói là vải rất là đẹp luôn. Cái bộ đồ này mặc đẹp lắm. Nếu mà ai nhỏ nhỏ con thì chốt liền. Dưới 60kg là chốt liền, 58kg là mặc ok luôn. Xuân Thanh ơi, cái màu vàng này nó chỉ có size số 6. Size còn bây giờ cái size số 6 là 18kg mặc vừa. Với lại size số 1, số 2 thôi. Hết size rồi em nha. Có chốt xong thì comment lại cho chị Phượng nè. Số 6 nè. Số 6 là 18kg mặc vừa. 18kg mặc vừa nha. 65.000, Phượng còn số 1, số 2, số 6. Ai chốt mẫu này thì comment cho Phượng vàng 65.000. 65.000 còn số 1, số 2, số 6. 9 giờ nghỉ. Rồi ai chốt vàng, comment cho Phượng vàng, vàng Phượng còn đúng 3 bộ duy nhất nè. 3 bộ thôi. Ai chốt vàng comment cho Phượng vàng. Số 1, số 2, số 6 giá chỉ có 65 ngàn là giá siêu siêu rẻ luôn. 65 ngàn. Bụi ghê à. Rồi, chốt vàng không? Comment cho Phượng vàng. Đây nè, chị lên lại cái đầm này nha. Cái đầm này đầm mới về luôn, xịn lắm. Giá chỉ có nè 95.105. Nó có hai màu. Cái đầm này nó là dạng đầm xòe đẹp lắm. Nó may hai tầng như thế này nè cả nhà. Hai tầng nè, thấy không? Cái form nó là form panadol. Nó form xòe mặc lên rất là sang.
mặc lên rất là sang luôn. Size từ nè, số 2 là size nhỏ nhất ha. Số 2 này nó đã là 14kg mặc vừa rồi đó. Rồi ai chốt cái đầm xanh này comment cho Phượng xanh. Cái này nó có size tính, Phượng nghĩ là tới 50kg lận. Cái to nhất nó tới khoảng 50kg mặc vừa luôn. Giá Phượng bán là giá hôm nay là 195.105. Rồi ai chốt mẫu này comment cho Phượng đầm. Rồi ai chốt gì nữa không? Phượng nghỉ sớm bữa đi cả nhà. Mai Phượng like tiếp nha. Ai chốt gì nữa không nè? Đầm đẹp quá chừng luôn mà không ai chốt hả? Đầm đẹp lắm rồi cả nhà nha. Cho em xem số 7. Ê, cái này còn mẫu này còn số 7 với số 8 nè. Phương Anh có lấy cho em mặc không cho nó mát, vải nó là vải xuất khẩu. Chị Phượng còn đúng 2-3 cái, một cái số 7, một cái số 8 với lại một cái số 4. Giá chỉ có 20.000 nha. Đầu like Phượng bán cái giá siêu rẻ luôn, có 20.000 thôi. Số 4 nè, số 4 cho biết khoảng 16kg mặc vừa vậy đó, 15-16kg mặc vừa. Còn số 8 là cho biết 25kg mặc vừa và số 7 cho biết khoảng 20-22kg mặc vừa ha. Chỉ có 20.000. 20.000 Phượng còn đúng 3 cái ha. Tại cái này Phượng bán hồi nãy đầu like. Đầu like nha cả nhà nha. Đây số 7 này. Form này rất là to. Cái này là nó không có mặt dài như cái phớt phớt như mấy cái kia nha cả nhà nha. Tại vì nó là dạng cái form panadol, nó form rộng ha. Rồi ai chốt cái mẫu này comment cho Phượng 95.105. Có hai màu, màu xanh với màu đỏ. Nó đẹp cực kỳ luôn cả nhà ơi. Quá đẹp, quá rẻ luôn. Đẹp lắm. Rồi ai chốt cái mẫu này comment cho Phượng xanh. Giá 95.105. 95.105 ha. Size 95.105 nè. Ai chốt mẫu này comment cho Phượng nè. Số 7. Phượng đang cầm size số 7 á. Size số 7 nó đã là 25-26kg rồi. Ô Phượng nói cái size lớn nhất của nó tới 50kg mặc vừa luôn đó. Nhiều đồ lắm cả nhà. Xanh số 7 cho Lê Phương Anh. Phượng chưa có like kịp luôn á. Nhiều đồ lắm. Giờ Phượng lấy từ từ Tết rồi đó chứ. Đợi cái Tết nó lên giá dữ lắm. Em bán khách bây giờ mà mua đồ sau Tết cho biết là mua được rồi đó cả nhà. Bây giờ là sang tháng mấy rồi, tháng 7 rồi đúng không? Còn có 5 tháng nữa Tết thôi. Còn có 5 tháng nữa Tết nên mình có mua đồ cho biết thì mua luôn đi cả nhà ơi. Phượng nói là Phượng bán đang giá nó rất là ok luôn. Nên mọi người mua được thì mua để dành cho biết mặt ha. Nó mai mốt lại giá lên uổng lắm. Phượng nói thiệt luôn. Không phải Phượng bán lên mà là giá người ta lên giá, chứ không phải Phượng bán lên. Nên nó lấy cao thì buộc phải bán cao thôi. Mà mình cũng đâu có phải vốn nhiều đâu mà lấy về để dành Tết bán cho nó. Cho nó ấy, thật sự là một đống này cũng mấy trăm triệu rồi đó. Một cái kho hàng này nè, chứ không có rẻ đâu. Một cái cục hàng lấy một cục thôi, nhỏ nhỏ thôi mà đã 8-9 triệu bạc rồi đó. Giống như nãy đầm nó lấy có mấy cái nhiêu đó thì cũng 2 triệu mấy rồi đó cả nhà. Chứ không có đơn giản đâu. Rồi, hôm nay Phượng nghỉ sớm nha cả nhà nha. Phượng nghỉ sớm, ngày mai Phượng live tiếp dưới khung giờ 19:30. Đuối quá. Hai thằng ở nhà chưa có ăn cơm, về nấu cơm. Chị về, chị đi làm về là bắt mời cơm lên rồi. Giờ về làm đồ ăn cho nó ăn. Đây, bây giờ còn mấy cái bộ này nè. Có ai chốt không? Phượng còn 3 bộ này nè cả nhà. Phượng bán có 60.000 thôi. Chốt đây một bộ số 13, một bộ số 9, một bộ số 13 với một bộ số 11. Vải là hàng cô tông chính phẩm siêu đẹp luôn. Quần có mổ túi đẹp nha. Quần tới đầu gối luôn, mổ túi rất là đẹp. Phượng còn số 9. Số 9 là 25kg mặc vừa nha. Số 10, số 13 đẹp lắm nha. Rồi ai chốt mẫu này thì comment cho Phượng. Giá có 60.000. 60.000. Phượng bán hàng là Phượng bao cho mọi người hàng đẹp nha. Không có bán hàng xấu đâu. Nên mọi người yên tâm. Có thời gian đâu em.
đó, giống như bây giờ nè, chiều về là nó đã ở nhà thì nó tự nó biết nó làm gì, nó ăn sơ sơ thôi, rồi xong chị đi làm về là chị bắt nồi cơm chị đến đó, rồi bắt đầu chị đi bán nè, bán xong rồi bữa nào có ông nội trong đây thì ông nội nấu ăn, còn ông nội vừa quê nên về làm đồ ăn cho con nha. Chị bỏ tủ lạnh ra rồi, giờ chị rã đông rồi, giờ chị về làm thôi à, làm cho nó ăn thôi. Nên khổ vậy đó, nhiều lúc nghĩ mà ấy chứ. Đây nè, à quên nữa, Nhiên Bùi có lấy thêm đồ cho em không? Đây nè, cái size lớn nè, có size, cái bộ đồ này size rất là đẹp, loại hàng này đẹp ha. Chị Phụng bán 120, hôm nay chị Phụng còn sale, còn ít bộ chị Phụng sale 101 nè. Nhiên Bùi có lấy cho em mặc thì lấy ha. Vải Phượng đẹp nha, 60-65kg mặc vừa, size XL. Đây, cái áo nó nè cả nhà, dày dặn rất là xịn luôn, co giãn đẹp lắm cả nhà nha, hàng này rất là xịn. Rồi có size XS tới XL, chốt 150.000, ai chốt sọc xanh comment cho Phượng sọc xanh, sọc xanh comment cho Phượng sọc xanh nha, giá 110.000, 110.000. Đẹp lắm, cái mẫu này rất là đẹp luôn, ai chốt được thì chốt ha, nó có nhiều màu lắm, màu xanh, xanh này xanh dương nè, rồi xanh lá nè, để Phượng lên màu cho, lên hết mẫu này đi ha. Nên Phượng nói là mọi người, Phượng bán hàng là Phượng nói là đâu ra đó, ở hàng xấu là Phượng nói, ở cái hàng này là hàng chợ hoặc là hàng xưởng nha, thì Phượng bán cái giá nó rất là rẻ, nhưng mà nếu mà cái giá đó theo mình á, thì cái vải với cái chất lượng đó thì nó quá ok nha. Còn cái hàng nào Phụ nói hàng chuẩn xốp là mọi người khỏi lo, an tâm luôn. Vải rất là đẹp đây, sọc xanh, sọc cam nè cả nhà, còn hàng đẹp thôi. Có ai chốt mẫu này thì comment cho Phượng ha. 110, size từ 40kg trở lên tới 60kg mặc vừa, đẹp chưa, sọc cam, ai chốt sọc cam comment cho Phượng sọc cam, chốt sọc cam comment cho Phượng sọc cam nha. Rồi có xanh lá nữa nè, ok, có ai chốt nữa không? Không chốt Phượng nghỉ nha cả nhà nha. Mai nha mọi người, giới thiệu ai đã mua hàng của Phượng rồi, ok, giới thiệu bạn bè ủng hộ Phượng nha, với cái giá siêu siêu ưu đãi luôn. Nên là mọi người mua đồ thấy hay gì mua chỗ khác, mua một bộ hai bộ cho bé mặc thì chỗ Phượng mọi người mua được tới 4 bộ, Phượng bao giá cứ như vậy đó, nên mọi người an tâm nha, an tâm khi mua hàng của Phượng. Tại vì Phượng không có thời gian nhiều, Phượng like cho tới thực tế người ta bán hàng, người ta like một ngày tới mấy cử rồi, còn Phượng phải đi làm. Rồi ai chốt nữa không? Không, Phượng nghỉ nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream của Phượng nha. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại ngày mai. Bye bye.